Cuộc họp thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về tình hình kinh tế xã hội quốc phòng an ninh quý 1 năm 2024 vừa diễn ra dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Theo báo cáo tại cuộc họp, kết thúc quý 1 năm 2024, Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện đạt và vượt kế hoạch 11 trên 14 chỉ tiêu so với cùng kỳ và cao hơn mức tăng trưởng của cả năm 2024 theo nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh. Ba chỉ tiêu kinh tế tài chính chưa đạt gồm tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP, tổng mức bán lẻ hàng hóa và tổng vốn đầu tư phát triển. Quý 1 năm 2024, nhiều chỉ tiêu kinh tế của Bà Rịa Vũng Tàu đạt cao, điển hình như chỉ tiêu doanh thu dịch vụ du lịch tăng 44,04% so với cùng kỳ, giá trị sản xuất công nghiệp trừ dầu khí tăng 11,92% so với cùng kỳ, tổng thu ngân sách tăng 4,1% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa thể thao, y tế giáo dục, khoa học công nghệ, thông tin truyền thông được triển khai đầy đủ kịp thời. Chính trị xã hội ổn định, quốc phòng an ninh giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tại cuộc họp thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh quý 1 năm 2024, các đại biểu đã tập trung thảo luận, bàn sâu các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, đẩy mạnh triển khai chương trình xúc tiến thương mại,